Buổi trưa hôm qua nhà mốt có gì ăn không ta? Cầm đi đủ mình cái gì vậy? Sáng nay làm tùm lum luôn rồi đấy. Bữa quá sao bữa nổi. Nó bỏ hết. Không đủ rồi thế. Nhất cho người ta. Ủa nhà. Nhà nó giờ này không 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 thấy ai nhà cho người ta. Hôm nay mình tình cờ mình đi qua nhà nó làm gì mà thôi. Ủa nhà nhỏ bữa nay chăm dữ ta, Hạnh này mất chân Hạnh luôn. Ủa nó nuôi gà nữa chạy, tùng hai gà đẹp dữ vậy, không biết có bán không nữa. Mà gà này gà che lai ông nội ơi. Gà này con ký mấy à? Ủa cái cửa nó nhỏ kìa. Nghe nói nó bán hay gì đó, đâu còn hai con à? Trời ơi, thằng bạn gái cũng đi nuôi gà nữa. Hai gà hết sức tốt rồi. Mà quên đó, để mình vô trong coi có ai trong không. Không có ai ở nhà cho người ta. Úc ơi. Úc ơi. Ủa đi đâu trơn rồi, đóng cửa mở cửa chẳng quạt này đi đâu trơn người ta. Mẹ lâu lâu có dịp qua nhà nó chơi rồi, bữa nay kiếm đồ ăn mà sao kỳ ta. Giờ nó đi đâu rồi? Thôi bây giờ mày không có ở nhà, bữa nay tao cho mày tới công chuyện một bữa. Bữa nay mình sẽ bắt gà nấu cà ri. Bữa nay mình sẽ có món gà nấu cà ri. Bữa nay không biết lựa con nào mập đây. Con này mập hơn. Tao cho mày. Bữa nay nó không có ở nhà. Ây. Bữa nay mình sẽ bắt gà nấu cà ri. Ngoan đi, ngoan đi, ngoan đi. Ngoan đi, ngoan đi con. Hai con gà này nó cưng lắm. Đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ngoan, 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 ngoan. Vô bao, vô bao, vô bao, vô bao. Vô, vô, vô. Thôi, thôi, thôi. Mẹ vô, vô. Rồi. Bữa nay con gà nấu cà ri. Đem gà đập mới được. Cậu rồi. Đem ra đây mà nướng một cái tới tay bà hai sẽ lấy luôn. Cái này đã dữ rồi nè. Ôi, ăn cắt lúa. Thôi giờ mình bỏ đây đi. Nằm đây đây nghe con. Ơi. Để coi mình đi kiếm ai giờ mình nướng. Mình nướng không ở đây là ngon luôn á. Chỗ này mà nướng nè, tới công chuyện luôn. Ôi chết mẹ. Sao giờ đau bụng dữ vậy trời. Chết mẹ đau bụng quá. Cháu đâu ấy trời. Thôi đi ra đây vậy cho chắc đi. Lúa gì đâu mà sót hết hồn sót luôn. Mày móc cho gà ăn đã, gì xay ăn cũng ngon. Mày nó đưa làm vô nó cắt làm hay làm nó hết rồi mà không cắt. Móc một bự quá trời lúa xót luôn, không ai móc được, cánh đồng gì đâu không thấy người móc nữa, bông bành bành gì không à, bông này về xây ăn nha. Này nó có lửa hai hết biết cái nằm rộng mà không ai mót được. Sáng giờ mót cái bao này nữa hả, gần hai bao rồi đó, đạp cái chắc kiếm mà hai dạ được. Thôi mệt quá gì vô kiếm cái nước uống rồi.
cái cây rừng, cây bằng lăng gì hết cháy rồi, cháy đầy ruộng cho nó rất đẹp đó, quá thấy tàn luôn. Cây này mà được cái nho nhãn ăn đã hết cái cháy. Đợt này mệt quá, vô nhà kiếm nước uống phải ngậm nữa. Này đâu có ai mót đâu, sợ quá. Đi từ sớm giờ chắc mắt gà nó đói thêm mụ nội nó cha nó rồi. Vô giờ hút lúa cho nó ăn đi. Mũi chích quýt mũi chích. Ừ, lắm hả con? Ủa? Ngà bên đây đâu rồi? Sao mở tân quát nhìn nè trời, có đi... Nó có xong cửa nó đi ra ngoài không? Đâu rồi? Ủa ơi! Ở nhà nãy giờ con gà nó có xong chuột nó ra luôn. Đâu biết đâu, nãy giờ con hỏi mà nè, hồi nãy con gặp cái ông kia á, ổng vô gà, cái ông bắt gà, cái ông đem ngoài đồng á. Trời ơi trời, sao con không lên con nói gì cho ông ngoại hay. Có gì không nè? Dạ. Trời ơi trời, tới số rồi. Trời ơi, đi. Ai mà ác như vậy trời, vô tới nhà bắt gần luôn. Bây giờ tới chồng nó lỏng hình dữ gì nè. Trời, đi nãy giờ kiếm chỗ mà kiếm không gà. Bà mẹ chỗ này im nè. Thôi để. Vô rồi. Bảo vị trời. Hả? Gì á? Giống gà hả? Gà, gà. Ủa ai bỏ gà đây ta? Gà của ai trời? Ngoài đồng ai đâu để gà đây trời. Vô. Của con gà. Trời ơi, đuốc mầm ra. Ủa gà trống, mạo ơi. Cái này chắc bị công an ngược, cái gì cũng bỏ chạy nè. Có ai không nè? Trống hơn thật sự. Mạo giờ. Con gà trống. Gà trống đá nè, mấy công an ngược cái gì nè. Chạy bỏ đây. Ôi trời. Ôi, ông già. Ông hả? Già. Cái gì? Ông già. Ông cắp con gà của tôi hả? Hả? Tạo tôi chứ gà đây. Cái gì gà cắp? Cả rồi không lo, đi bằng ăn nha. Đi trộm cắp trời. Biết trời ăn cắp quen tay nha. Ngủ ngày quen chắc nha. Ông già đi lên vườn với tôi. Tôi đi mọc lúa mà. Đâu ông cắp gà đâu. Ông chồng con gà của tôi bỏ cái bao nè. Cái bao ở nhà tôi mà ông cho ông lấy cái bao luôn nè. Tôi gặp ai một đó. Ai một đó. Ông cầm cái bao ông mở ra nữa. Ông còn mở ra ông câu ông ba ông thôi nữa mà ông lấy ai cũng hết. Tôi tưởng nào là công an nó được bắt rồi nó chạy nó bỏ. Tôi không có bắt mà. Trời ơi tôi nó không có mà. Trời, tôi đâu bắt gà, tôi đi mọc lúa mà cậu ơi. Không có. Đâu có đâu. Không có mà. Tôi không có bắt. Nó thúi. Quả mày á. Gì đâu mà cục đen thù lùi. Ủa? Cái bao gà đâu rồi trời? Ủa? Trời. Mẹ.
nó lỗi ông già đấy đi ơi. Trời 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 ơi, trời nhà hôm mình mất cầu mình đau bụng chứ không thôi bà mẹ nó dẫn nó lên phường luôn rồi kìa. Trời trời thôi giọt đi cho chắc giọt. Trời trời mình làm mà ông già ông lãnh đạn thôi chứ này nghỉ luôn.